Ủa, anh là anh Thành hả? Giấy chứng minh của anh nè. Cảm ơn nha. Ủa sao con đưa chứng minh nhân dân cho người ta? Dạ con đâu có đưa. Chắc là mấy đợt trước con hay đi nhậu xỉn, rồi con vô tình làm rớt. Cái anh này anh lụm được, anh trả cho con thôi. Cảm ơn nha, xem chút xíu nữa là tôi lên công an làm lại chứng minh mới rồi. Ủa, mà anh lụm được cái này ở đâu vậy? Lụm đâu lụm, anh đưa tôi mà. Cái gì? Tôi đâu có quen biết gì anh đâu đưa anh làm gì. À, đúng hơn là cô bạn gái của anh đưa cho tôi. Lúc hai người đi vô nhà nghỉ, xong rồi hai người đi gấp quá, tôi trả lại không kịp. Hôm nay tôi tìm đến địa chỉ tôi trả nè. Trời đất ơi, vợ nó ở đây, rồi nó đi nhà nghỉ với con nào? Hả? Đúng rồi. Anh có vợ hả? Vậy mà tôi không biết. Trời ơi. Vậy con gái hôm bữa dạ xin phép tôi về. Chuyện gì vậy? Qua em hãy nghe anh giải thích chút xíu nha. Vậy có hay không? Không có. Mà người ở nhà nghỉ tới trả chứng minh nhân dân cho nó. Mày qua lại với con nhỏ nào bữa giờ phải không? Dám làm thì dám chịu đi. Có gì đâu mà chối này chối nọ hả? Em có khi hiểu lầm thì sao? Đúng không Thành? Anh nhìn vô mắt em, anh nói đi. Mình đã hứa với nhau là không bao giờ nói dối nhau bất cứ điều gì. Anh nói đi, chuyện đó có phải là sự thật không? Anh xin lỗi. Tại vì hôm đó anh say quá, anh không làm chủ được, cho nên anh đã làm chuyện đó với Bích. Anh thật lòng là anh không có ý trăng qua. Anh chỉ yêu có đúng mỗi mình em thôi. Con nói cái gì vậy? Con với con Bích. Trời ơi. Thành, kêu con qua lại coi. Dạ. Qua, Qua, nghe nói đã. Qua, 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 em tha lỗi cho anh đi. Vậy là thằng Thành với con Bích tụi đó. Đàn ông nào mà không ăn dụng. Phen này có khi má có con dâu mới à ngang. Thôi đi mẹ ơi, cái thằng Thành này. Thành à, sao rồi em? Anh hai à, Qua nhảy xuống sông bơi đi rồi. Trời ơi. Chắc để cho Qua về nhà bình tĩnh lại, rồi em qua nhà nói chuyện lại với Qua sao? Trời ơi, sao em đẩy ra nông nổi này chứ? Bây giờ mẹ tính sao? Dạ nhất định rồi cưới con Qua. Rồi bây giờ anh nằm với con Bích làm sao? Má. Rồi mẹ coi cái bộ mặt tao với bà con hàng xóm như thế nào. Má, bình tĩnh đi, trăng sao gì nữa. Nó phải chịu trách nhiệm với con Bích. Bây giờ ly dị con Qua, cưới con Bích liền. Cái gì vậy? Chị hai, đây chỉ là sự cố ngoài ý muốn thôi. Bích cũng không có truy cứu chuyện này đâu. Với lại em yêu Qua, sao có thể ly dị với Qua được. Thôi, bây giờ con xin mọi người đừng có nói chuyện này ra ngoài, sẽ ảnh hưởng tới Bích. Mày ngủ với con người ta cho đã, rồi bây giờ làm bộ đạo đức giả hả? Không muốn ảnh hưởng tới nó thì cưới nó đi. Chứ mày ăn nằm với nó, rồi bây giờ nó cưới ai được? Em không có muốn cãi với chị đâu. Nè, cái thằng này. Thôi, em. Mày thôi đi. Em à, chuyện của tụi nó
cứ đợi tụi nó tự giải quyết. Anh em đi. Đàn bà gì mà dữ dằn. Nhìn vô mắt em, anh nói đi, mình đã hứa với nhau là không bao giờ nói dối nhau bất cứ điều gì. Anh nói đi, chuyện đó có phải là sự thật không? Anh xin lỗi, tại vì hôm đó anh say quá, anh không làm chủ được, cho nên anh đã làm chuyện đó với Bích. Chị Thảo, đi qua đây. Qua đây, qua đây. Ồ, lẹ lên. Dạ chị. Lẹ lên, lẹ lên. Ngồi xuống, lẹ, nhanh lên. Chuyện em với thằng Thành, sao không cho chị biết, hả? Chuyện gì vậy chị? Hồi nãy, ông chủ nhà nghỉ tới trả chứng minh nhân dân cho thằng Thành. Ông nói hai đứa em vô nhà nghỉ. Em này thiệt tình. Anh đã nói chuyện của tụi nó thì cứ để tụi nó tự giải quyết đi. Em làm con Bích nó ngại rồi kìa. Con Bích nó thân với em, em đâu có để cho nó thiệt thòi được. Bích không có sợ gì hết, chị về phe em. Mình tới kêu má bắt thằng Thành ly dị con qua để cưới em đi. Thôi chị, chuyện giữa tụi em không có trách anh Thành đâu. Trời ơi, sao mà khờ quá vậy, làm sao có thể bỏ qua như vậy được chứ. Em không muốn nhắc tới chuyện này. Nếu chị thương em thì chị coi như chưa có chuyện gì nha chị. Bích đã nói như vậy rồi, em đừng có làm cho nó khó xử mà. Hả? Chị nha chị. Được rồi, chị chiều theo ý em, nhưng mà suy nghĩ cho kỹ nha. Đây là cơ hội tốt để em giành lại thằng Thành, tống cổ con nhỏ đó đi. Có gì cần cứ nói chị, nghe không? Dạ, em cảm ơn chị. Dạ. Em chạy xe cẩn thận nghe. Biết rồi, nói hoài. Thằng Thành đúng là tệ thiệt, trêu đùa tình cảm của em đó. Hồi nãy khi vợ anh đòi công bằng cho em, nó còn nói chỉ yêu có một mình vợ nữa. Cái thằng này thiệt tình, nó nói chuyện của em chỉ là nhất thời, không kiểm soát được. Nó muốn phủ bỏ trách nhiệm mà. Anh Phú, hồi nãy em đã nói rồi, nếu mà anh thương em á thì anh đừng nhắc tới chuyện này nữa. Hồi nãy anh Thành cũng ký xong hóa đơn rồi, để em tranh thủ xuất tiền cho anh nha. À,
Nè cô ơi, tôi đợi cô nãy giờ. Anh làm tốt lắm. Đây, số tiền còn lại của anh đó. Cảm ơn cô. Mà anh Thành có nghi ngờ anh không phải là người của nhà nghỉ không? Không, không nghi ngờ gì hết. Tôi làm y như thiệt mà. Anh nhớ giữ bí mật đó. Yên tâm đi, tôi làm ăn chuyên nghiệp mà. Thôi tôi về nha. Nè, mai mốt có chuyện gì cần nhớ kêu tôi nha. Tôi biết rồi. Dạ. Qua, sao con về giờ này vậy? Rồi thằng Thành đâu rồi, nó không chở con qua? Dạ, anh Thành đi công chuyện rồi ba. Má chồng con thấy ba bệnh nên cho phép con ở chơi với ba vài ngày. Sao bữa nay ba tốt dữ vậy? Hay là có chuyện gì hả? Dạ, không có gì đâu ba. Nhà cũng có con bé giúp việc rồi nên má chồng con mới cho con đi á. Ba còn chưa khỏe, chưa có đi câu được đâu. Ba đỡ nhiều rồi, bắt ba ở nhà. Ba mới bệnh á, ba đi với chú Tư Trê, không có sao đâu, con đừng lo ha. Dạ. Ba nấu cơm chiều chưa, để con vô con nấu nha. Vô nấu đi con. Dạ. Chắc là có chuyện gì nữa đây. Ôi, cô ba. Hey, anh hai, hồi nãy đi qua rẫy thấy ta cắt cải ngon quá, em mua nhiều lắm, đem qua một ít cho anh nấu canh nè. Dạ, cảm ơn cô ba. Hả? Ủa, ai trỏng vậy anh? Cô ba mà. Nó về hả? Nó nói má chồng nó cho về đây ở chơi với tôi mấy ngày. Tôi nghi nghi là có chuyện gì đó, mà tôi hỏi nó thì nó không chịu nói. Đâu cô vô dò hỏi nó giùm tôi coi ha. Vậy hả? Em nghĩ chắc là có chuyện gì đó. Chứ nhà bên đó dễ gì mà cho nó về chơi với anh mấy ngày. Được rồi, để em vô hỏi cho. Dạ. Qua. Ủa dì ba. Mới về hả con? Dạ. Dì đem qua cho ba con mớ cải nè. Trời ơi, cải ngon quá dì. Cái này chắc để ngày mai được nè. Con mua thêm thịt rồi về nấu canh cho ba. Chứ con thấy ba nấu canh chua còn nhiều lắm, chú con ăn tiếp. Nè, vì nghe anh hai nói là má chồng con cho con về đây chơi mấy ngày đúng không? Dạ. Nè, có chuyện gì đúng không? Nói cho dì nghe coi. Đâu có gì đâu dì. Tại vì má chồng con cho con về thăm ba thôi à. Phải không? Con coi dì là người nhà không? Phải nói cho dì nghe chứ. Dì tính phụ con cho hen. Có chuyện gì hả? Hả? Anh Thành. Thành anh... sao? Anh đi nhà nghỉ với người ta. Cái gì? Dì Thành anh nó đi nhà nghỉ hả? Trời ơi, dì ơi. Dì ơi. Quất ra đây. Dì đừng có nói. Trời đất ơi, lớn. Bà con nghe đó. Cái gì mà bất ngờ quá vậy? Cái thằng Thành. Nó nhỏ thôi chị. Trời ơi, tôi không ngờ nó là người như vậy. Mà nè, con nhỏ đó là con ai hả? Nó làm sao? Mặt mũi nó làm sao? Mà con có biết nó không? Nó quen với anh Thành bao lâu rồi? Hả? Dạ, là Bích, chị của Dân đó gì. Con Bích hả? Trời ơi, dì ba. Trời ơi, con Bích hả? Cái con đó nó dữ như vậy đó. Rồi rồi, rồi nó có quậy con không? Dạ, con chưa có gặp Bích. Chỉ có anh Thành thú nhận với con thôi. Rồi, thằng Thành nó nói làm sao? Rồi tụi nó qua lại lâu chưa? Anh nói là ảnh say quá nên mới xảy ra chuyện. Hay quá ha. Nói như nó là cánh đàn ông đi nhậu sai là cứ làm mày hết vậy đó hả? Thôi được rồi, bày cơ ở đây với anh hai vài ngày đi, cho bình tĩnh lại, coi tình hình sao rồi mình tính tiếp. Yên tâm đi, có gì dì cũng không để cho bày thiệt thòi đâu. Dạ. Ừ.
qua nhà vợ con nha má. Liệu mà thu xếp đó, đừng có để rùm beng lên. Dân dụng này nhiều chuyện lắm. Dạ con biết rồi. Trời đất ơi, Thảo. Thảo, nè, dậy nấu cơm đi, chiều rồi. Gì bắt con nấu cơm, quỷ qua đâu? Mày tỉnh ngủ chưa? Con qua nó bỏ đi rồi. Thằng Thành đang chạy qua nhà ba vợ nó đó. Đi ra nấu cơm giùm tôi cái đi. Vậy thôi ăn cơm nguội hồi trưa đi, con làm biếng quá à. Trời đất ơi, hết nói nổi mày rồi đó. Bây giờ con nấu không? Con làm biếng lắm. Vậy tao nấu nghe. Vậy má nấu đi, con ngủ tiếp. Khi nào cơm chín má kêu con. Con. Vậy là khỏi lãnh lương luôn nghe con. Dạ. Cái con này bố tài. Sao rồi cô ba? Vợ chồng nó gây lộn thôi. Tụi trẻ giờ nó vậy đó, không sao đâu. Hèn chi hôm qua tôi thấy mặt Thành không được vui. Hai đứa này thiệt là Thôi anh ơi, kệ nó đi. Để tụi nó tự giải quyết với nhau đi. Với lại vợ chồng trẻ nào mà không vậy. Dì ba. Ba ơi. Cơm chín rồi, cô dặn ba ăn luôn nha. Hay là cô ba ở lại ăn cơm với cha con tôi cho vui nha. Thôi, ở nhà em còn nồi cá, hồi em về luộc rau lại em ăn thôi. Thôi, vậy thì để ba đi tắm một cái rồi ăn cơm. Thôi anh đi tắm đi. Quà. Dạ. Dì nói với ba con là hai đứa bay gây lộn. Ba có hỏi thì con nói vậy nghe không? Chỉ nói là tụi bay giận nhau thôi. Đừng có nói gì hết. Ông mà biết sự thật là coi chừng lớn chuyện đó con. Dạ, con biết rồi. Rồi, thằng quỷ dịch đã tới kìa. Dì, dì đuổi anh về giùm con đi. Quá. Đứng đó. Mày đi đâu, hả? Đi ngoại tình ngủ với người ta. Còn mặt mũi nào tới đây gặp con qua nữa? Dạ, tại vì bữa đó con say quá. Con không hiểu tại sao tự nhiên nó bị như vậy nữa. Dì ba, con hối hận lắm. Dì giúp con năn nỉ. Qua đây dì ba. Vậy rồi cậu với con Bích kia rốt cuộc là sao? Con không có tình cảm gì với Bích hết. Tại vì chuyện đó thực sự là ngoài ý muốn. Bích cũng chịu bỏ qua cho con rồi. Tức thiệt đó, cũng tại ông chủ nhà nghỉ đó tới trả chứng minh cho con. Mọi chuyện nó mới lộ ra thôi à. Con nói thiệt, con thương chỉ mỗi mình qua thôi à. Trâu không uống nước thì lấy ai mà đè cổ nó uống được hả? Con đừng có xạo sự với tôi nữa. Con nói thiệt mà. Mà nếu như ngày xưa con có tình ý gì với Bích thì con đâu có sống chết để cưới được qua đâu. Vậy cho con vô gặp qua chút đi dì. Bây giờ con qua nó còn giận lắm. Cậu vô cũng không có làm gì được đâu. Nè, lộ chuyện này ra cho anh hai biết là cậu chết đó. Con qua nó chưa nói gì với ba nó hết đó. Cậu đi về đi. Thôi mà con năn nỉ gì đó, dì giúp con đi. Giờ sao? Muốn đứng đây nói hoài tôi la lớn lên cả vùng biết bây giờ đó. Thôi dì đừng có la. Giọng dì khỏe lắm. Dì mà la là cả quyền tỉnh biết luôn hết chứ không phải cái vùng đó. Biết vậy nữa hả? Thôi bây giờ con về. Nhưng mà dì hứa với con một điều đi. Hứa cái gì? Đừng cho ba qua biết nha. Về đi. Con về. Thứ gì đâu. Nhớ giúp con nha. Thiệt tình khổ cho con nhỏ. Ngay từ đầu lấy có hạnh phúc đâu mà cũng ráng lấy cho bằng được. Qua.
Anh Phú, sao em ngồi ở đây vậy? Ở trong nhà nóng nực quá, cho nên em ra đây cho thoáng chút xíu thôi mà. Em với Thành cãi nhau hả? Hay có phải anh Thành ăn hiếp em không? Không phải đâu anh. Anh quá biết tính em rồi. Chuyện gì em cũng nhường nhịn hết. Em giận mà bỏ về nhà chú hai chắc chắn là chuyện lớn rồi. Hay là không nói cho anh nghe được sao? Nếu hồi xưa mà em là vợ anh, em lén lút qua lại với anh Thành, anh có tha thứ cho em không? Đối với anh, hôn nhân quan trọng là chung thủy. Qua, nếu thì em làm vậy, dù anh rất thương em, thì anh cũng không thể nào tha thứ cho em được. Nhưng mà sao tự nhiên em hỏi vậy? Hay anh Thành hiểu lầm cái gì hả? Hay là bà chị chồng của em là dở trò gì nữa? Hay để anh qua nói chuyện phải trái với bà đó? Không phải đâu anh. Không lẽ anh Thành làm gì có lỗi với em sao? Nè, có phải vậy không? Em nói cho anh nghe đi, anh tới cho anh một trận. Không phải đâu. Tụi em cãi nhau chuyện lặt vặt thôi. Em muốn về ở với ba để bình tâm lại. Thôi, em buồn ngủ rồi, em vô nha. Thành ơi. Thành. Em đang mệt. Ông đi làm đâu, anh hai đi đi. Em mệt hả? Sao rồi con? Nó chịu dậy chưa? Đó, coi nó đó. Nó dậy rồi mà nó không chịu đi làm. Sao vậy con? Hả? Trời ơi, con đang muốn được yên tĩnh, má đừng có làm phiền con nữa. Nhưng mà tối hôm qua tới giờ con không có ăn chút xíu nào hết trơn à. Anh hai mua phở rồi kìa. Con xuống ăn chút xíu đi con. Ăn chút xíu đi con. Không đi. Ăn. Thôi mà. Thôi, đừng có làm phiền con nữa. Cái thằng này. Má, chắc là nó đang buồn đó má. Buồn gì buồn, cũng phải giữ sức khỏe chứ. Đi ra ăn chút đi con. Nè con, cái thằng này riết rồi nói nó lì hả? Một lát rồi dậy rồi kêu má, má hâm cho ăn nghe chưa? Má, ăn đi. Nở hết trơn hết trội rồi kìa, má ăn đi. Mày tối ngày ăn với ngủ, không có biết lo lắng gì cho em mẹ hết. Nó tự gây chuyện thì tự chịu đi, liên quan gì tới con đâu. Cái con qua đó chắc là đang làm giá. Ổng ẻo không chịu về. Không về, ly dị luôn. Em nói cái gì kỳ vậy? Chứ không phải sao? Chồng ngủ với người khác có một đêm thôi mà mày đặt làm quá. Ngày xưa người ta lấy chồng chung, có gì đâu. Vậy bây giờ anh ngủ một đêm với người khác à nha? Anh dám hả? Tôi xé xác anh ra bây giờ đó. Anh chỉ mới nói thôi mà em đã ghen như vậy rồi. Em phải hiểu cho qua chứ. Thằng Phú nó đúng đó. Lần này là thằng Thành nó sai trước. Nhưng mà giận hờn cái kiểu này cũng không được. Trời ơi, đàn ông mà. Dạ, để chút nữa con ghé qua đó khuyên qua. Anh rảnh quá ha. Cứ để tụi nó giận nhau đi, con Bích càng có cơ hội tới. Cái xứ này trùm nhiều chuyện. Bây giờ mà thằng Thành bỏ con qua tới với con Bích á, thế nào người ta cũng đồn đại này nọ, ảnh hưởng tới gia đình mình nữa đó. Với lại con thấy qua rất hiểu chuyện, nết na. Bây giờ khó tìm được ai giống như qua lắm. Bây giờ chống đối tôi đúng không? Anh chỉ muốn tốt cho gia đình mình thôi. Mày bớt chút đi. Người ta nói ông bà mình nói á, cưới vợ phải tìm người hiền đức. Dù ban đầu má không có thích cái xuất thân của con qua,
Nhưng mà về sống chung má thấy nó cũng không có tệ à. Còn con á, không có giúp gì được em thì đừng có xen vô chuyện vợ chồng nó. Má Phú, qua nhà con qua, nói chuyện với nó, khuyên nhủ nó về đây. Nghe chưa? Dạ. Dạ, vậy bây giờ con đi, rồi con tới nhà má làm luôn nha má. Ờ. Thưa má, con đi. Ờ, anh đi nha. Ăn xong rồi đi chợ đi. Má nấu hả? Mày không nấu thì nhịn. Ai đời lớn từng tuổi này không nấu được bữa cơm nữa. Vậy thì má kêu nhỏ đó về đi. Làm ổng làm eo thì thôi ly dị đi. Kêu con Bảy lên làm. Nói cái gì mày nói cũng được hết trơn á. Chị tới kêu sẵn luôn á hả? Gần hết sức gì à? Chị, nhưng mà cái này nó hết, nó không có lạnh nữa. Để em kêu chị trái mới nha. Em ơi, cho một trái dừa tươi thiệt tươi, lạnh thiệt lạnh, lẹ thiệt lẹ nha. Thuộc bài rồi đó. Chị, anh Thành sao rồi chị? Con quỷ đó đó, bỏ về nhà ba nó qua nay chưa chịu về nữa đó. Thằng Thành thì nhốt mình ở trong phòng. Bích, em phải tranh thủ đi. Đây là cơ hội để em đá con nhỏ đó. Chị ủng hộ em đừng có lo gì hết. Em cũng muốn tới với anh Thành lắm. Nhưng mà trong lòng anh Thành chỉ có một mình Hoa à. Mà hai người đó yêu nhau như vậy, giận hờn một vài ngày rồi cũng quê à. Em nói cũng đúng. Con nhỏ đó, nó dám làm bộ giận hờn này nọ để làm giá thôi. Chứ dễ gì mà nó bỏ thằng Thành, tốn bao công sức lọt vô nhà chị, còn chưa đào được cái gì mà. Bây giờ chỉ còn cách Hoa không bao giờ trở về với anh Thành nữa. Em đừng có nói là em tính giết nó nha. Đi tù như chơi đó Bích. Chị, trời ơi, làm gì em có gan đó. Thiệt ra Hoa sợ nhất là ba của cổ. Chị nhớ không, lúc đầu ba cổ đâu có thích anh Thành đâu. Cho nên mới ép cổ cưới anh Tốt đó. Vậy ý em là sao? Thì mình làm cho ông Hai Nghĩa giận anh Thành thì họ khó có cơ hội quay lại với nhau. Quá. Ủa anh Hai. Má kêu anh qua nhắn là em về bên nhà cho má nói chuyện. Em còn giận thằng Thành hả? Em thật sự buồn lắm. Không biết có phải em đã yêu lầm người không nữa. Thằng Thành nó yêu em thật lòng mà. Hai đứa đã trải qua biết bao nhiêu chuyện. Không lẽ em không tin nó hả? Nhưng mà chuyện anh Thành đi nhà nghỉ với Bích là sự thật. Sao em không nghĩ là nó bị gài? Nếu như mà anh Thành không có tình ý gì với người ta thì sao mà người ta gài bẫy được ảnh? Em nói như vậy là coi thường Bích quá rồi. Bích nó không đơn giản giống như em nghĩ đâu. Em còn nhớ cái vụ tụi thằng Báo đánh em không? Nó muốn đánh em sảy thai, nhưng không ngờ là lúc đó em mang thai giả. Thiệt hả anh? Ừ, anh gạt em làm cái gì? Em suy nghĩ kỹ lại đi. Ba em đi tố cáo, chỉ nói là nhà má anh mướn côn đồ, chứ đâu có biết là tụi thằng Báo là ai đâu. Mà sao tụi nó lại kiếm em trả thù chứ? Chính cùng Bích kêu tụi nó đánh em đó. Tụi này tới không đúng lúc ha. Nè, má tôi kêu tụi anh tới nó phải không? Không phải, là do ông già con nhỏ này nè. Lên công an tố cáo tụi tao. Bây giờ tao muốn đánh cho bỏ ghét. Đánh mày ra. Vâng, muốn đánh đánh tôi nè. Tôi mới là người báo công an nè. Má à, à, à. Trời ơi anh ơi, nhỏ này, anh có sao? Đứng lên mày. Đúng rồi, đúng là lúc đó
Họ không đánh mặt gì hết, chỉ cố tình đạp vô bụng em thôi. Đó, thì đó. Con Bích nó thương thằng Thành, nhưng nó đâu có được đáp lại đâu. Em nghĩ thử coi, phụ nữ mà đâu có dễ bỏ qua, nhìn người mình thương hạnh phúc bên người khác hay không hả? Em mà giận thằng Thành, đi vậy với nó là trúng kế nữa đó. Thằng Thành nó biết lỗi rồi, nó tự nhốt mình trong phòng mấy bữa nay, nó không có chịu ăn uống gì hết. Em tha lỗi cho nó đi. Em muốn có thêm thời gian để suy nghĩ. Anh hai, anh về nói lại với má giùm em nha. Ờ, thôi được rồi, anh về nha. Dạ. Ờ, ủa? Dạ thưa chú. Cậu tới tiệm qua hả? Ờ, dạ. Má con muốn là qua với thằng Thành làm lành, cho nên là nhắn con qua đây, kêu qua về cho má con nói chuyện. Ừ. Thiệt ra thằng Thành... Anh hai, em biết là anh thương vợ chồng em, nhưng mà chuyện vợ chồng em để tụi em tự giải quyết đi. Anh về đi, đi anh hai. Rốt cuộc là tụi nó cãi nhau vì chuyện gì, cậu nói tôi nghe coi. Tôi hỏi con qua hoài mà nó không chịu nói gì hết. Ờ, dạ. Tại thằng Thành nó muốn lấy sổ nhà đất đi cầm để vay tiền, mà qua thì không đồng ý, cho nên tụi nó cãi nhau. Sao vậy qua? Dạ, tại vì con sợ đội ảnh kinh doanh thua lỗ, còn chỉ muốn ảnh về làm ở nhà máy thôi. Ờ, thì ra là vậy. Ờ, qua, em suy nghĩ kỹ mấy lời anh nói nghe. Có gì bỏ qua cho thằng Thành đi. Dạ, con xin phép chú con về. Ờ, con về. Dạ, anh về nha. Dạ. Ba uống nước. Chuyện làm ăn ba cũng không biết gì để khuyên con với thằng Thành, nhưng mà đáng lẽ vợ chồng với nhau cũng có lúc cãi vã. Con nhường nhịn được á thì cố gắng nhường nhịn để gia đình được êm ấm nghe con. Dạ. Dạ thôi, để con đi chợ. Ba muốn ăn món gì không để con nấu? Ba ăn gì cũng được hết. Dạ. Trời đất ơi, trời ơi, cái gì vậy? Trời đất ơi, mày nấu ăn hay mày làm cái gì mà y như đánh trận vậy? Trời ơi, con bị phỏng rồi nè má. Thiệt tình, không có nấu nữa. Chút nữa, cái ông Phú mua bánh bao về ăn. Làm có chút xíu mà bể tùm lum hết trơn. Con qua nó mới đi có mấy bữa mà nhà cửa vậy muốn banh chành. Thì mới kêu nó về đi. Mày biết tao kêu nó không được cho nên mày nói móc tao đó phải không? Mà con nhỏ nó cũng cứng đầu thiệt á. Kêu về nói chuyện cũng không chịu về. Đó, còn khen nó hiểu chuyện. Cuối cùng cũng chịu ra rồi đó hả? Tưởng mày tuyệt thật luôn rồi chứ. Chị hai con chưa có nấu xong cái gì đâu. Để mới vô nấu mì cho con ăn nha. Dạ. Qua nay con chưa có ăn cái gì đó. Vậy thôi khỏi má. Để hồi con đi ngoài đường coi có gì con ghé vô ăn đỡ cũng được. Con qua nhà vợ con á, năn nỉ nó đi. Dù gì con cũng sai trước, ráng kêu nó về nghe. Chứ nhà cửa này thêm vài ngày nữa là chị hai mày làm banh chành luôn à. Dạ thôi con đi. Ừ. Má, con thấy má kêu con Bảy về đi. Chứ nói với thằng Thành đợt này cũng xong luôn rồi đó. Lo dọn dẹp giùm tôi cái đi. Con đi công chuyện, chút xíu về dọn sao? Thì dọn xong rồi đi công chuyện. Thì mày để vậy mày đi được à? Con phải đi công chuyện của con. Trời, chút xíu về con dọn. Mày, nè nè nè, mày dọn nè. Trời ơi, cái con này. Kêu nó như không, để tôi dọn cho rồi. Thứ gì con gái con đứa gì đâu mà làm mà không nên thân. Ba, con nấu cơm xong rồi, con dọn cho ba ăn nha. Ờ, dọn đi con. Dạ. Ba. Ờ,
Thành hả con? Qua ơi, thằng Thành nó tới rồi nè con. Qua. Dạ. Thành nó tới kìa. Con Qua nó chỉ sợ cái chuyện kinh doanh sau này trục trặc gì thôi, cho nên nó mới cản con, không cho con vay tiền. Dạ. Vợ chồng có gì bàn bạc lại với nhau, giận hờn làm gì con. Qua nè, thôi hai đứa nói chuyện với nhau đi, ba xuống rửa tay cái rồi ăn cơm, thấy không? Dạ. Em không có nói sự thật cho ba em biết hả? Nếu mà ba biết á, thì ba đã đánh anh rồi, không có cho anh vô nhà đâu. Anh xin lỗi. Anh không muốn đi nhà nghỉ thì ai ép được anh? Bữa đó sau khi em với chị Hai lấy giấy tờ vậy, anh buồn quá nhậu xỉn luôn. Anh xỉn quá chẳng biết gì. Bích nói lại là anh không chịu về nhà, cho nên Bích mới đưa anh vô nhà nghỉ. Rồi lúc đó anh mơ mơ màng màng, không hiểu tại sao anh lại... Thật sự là anh không có tình cảm gì với Bích hết á. Qua, tin anh đi. Dạ. Ê Thành, thì ra mày cũng có mặt ở đây nữa hả? Hả? Ủa, vì kiếm ba con hả? Chứ kiếm ai? Ủa, chị này là ai vậy? Ba đâu có quen đâu. Anh không quen tôi, nhưng chắc chắn là anh biết thằng Tèo con tôi đúng không? Cái thằng mà đốt ghe đó. Nó không phải đang bị truy nã hay sao? Bây giờ chị kiếm tôi có chuyện gì chứ hả? Tôi kiếm á để nói cho anh biết, cái đứa mà nó xúi con tôi đốt ghe anh đó. Thằng Tuấn Kẹ cũng đang bị truy nã mà. Ai nói anh? Ai nói anh là thằng Tuấn Kẹ nó xúi con tôi? Vậy chứ ai? Nó là đàn em của Tuấn Kẹ. Lúc đó chỉ có thằng Tuấn Kẹ là nó xích mích với tôi thôi. Người mà thuê con tôi đốt ghe anh đó nha, là thằng quỷ đây nè. Cái gì? Thiếp Tư. Thiếp nó bậy bạ gì vậy? Ai mượn mày? Không đưa tiền cho tao, tao khai ra cho mày biết bằng. Lúc đó anh biết không, nó cho tiền tôi nè, kêu con tôi đi đốt ghe anh đó. Để nó được dịp làm người hùng, cứu con gái anh. Hổm rài á, tao thua tiền đánh bài, kiếm mày xin chút đỉnh. Ai biểu mày keo kiệt quá chị? Mày thách tao hả? Tao vạch mặt mày cho mày biết luôn. Mày tưởng tao hù mày hả? Nè, vừa phải thôi nha. Nè, có thiệt gì không chị? Ba đừng có nghe bà nói bậy. Bà đang vu khống con đó. Tao có rảnh đâu mà vu khống mày. Chưa hết đâu nha, nó còn lăng nhăng nữa đó. Mấy bữa trước hả, tôi thấy hả, nó tình tứ với một cô gái nào ở trong nhà nghỉ á. Đem em đi. Nè, nói cho con biết, con bị cái thằng này nó lừa gạt con rồi. Anh Thành, vậy mà anh còn nói anh sai xỉn không cố ý hả? Anh nói thiệt là anh không có tình tứ gì hết đó. Tôi nói cho Thím biết nha, Thím đi về lẹ đi. Sao? Thím mà còn ở đây nói bậy nữa, tôi không có khách sáo với Thím đâu. Mày tính đánh tao hả? Thím! Dám không? Nè, con nói như vậy á là con có vô nhà nghỉ với đứa gái khác phải không? Vợ con vô nhà nghỉ là vợ con say xỉn, cho nên con mới có lỗi với vợ con. Chứ thật sự con không phải là hạng trăng qua. Còn cái chuyện đốt ghê, thật sự con không có làm. Con... mà là bà vu khống con đó. Mày đừng có xạo. Cha con anh nha, đừng có để cho thằng này nó gạt nha. Tôi nghe nè mà tôi còn thấy tức giùm cho gia đình anh đó. Cái thằng khốn nạn này. Mày... Bà ơi ba, đừng mà ba. Mày chết bây giờ. Mày... ba đừng có nghe bà đang đổ qua cho con đó ba. Con không có làm cái chuyện gì hết đó. Đi, đi khỏi nhà tao đi. Mày khỏi tới đây, tao đập mày chết luôn bây giờ. Bà... đi, đi mau đi. Bà... anh đi đi. Bà bình tĩnh lại đi. Con chừng mệt đó con. Đi. Anh đi liền đi. Mày đi mau đi. Ba ơi. Ba. Ba. Ba ơi, con đưa ba vô trong nghỉ nha. Ba ngồi đợi con đi lấy thuốc cho ba nha. Qua, nó tệ như vậy mà tại sao con lại giấu ba chứ? Con xin lỗi ba, tại vì con sợ ba lo, con muốn tự mình giải quyết.
Ba đừng có nổi nóng nữa, không thôi là bệnh lại đó. Cái thứ mà mưu mô xảo trá như nó, hết đốt ghe rồi xui con, nó giấu với ba là con mang thai, bây giờ còn đi ngoại tình với con khác nữa. Nó không xứng đáng làm chồng của con đâu. Qua con ly dị nó đi. Ba, thôi ba đừng có giận nữa nha ba. Qua, ba nói con không nghe sao? Hả Qua? Ba cho con thêm thời gian suy nghĩ nha. Chuyện này là như vậy mà con còn suy nghĩ gì nữa hả? Con đừng có nghe mấy lời ngon ngọt xin lỗi của nó. Con mà quay trở lại với nó thì đừng có nhìn mặt ba nữa nghe chưa? Ba, ba thôi ba nằm suy nghĩ đi, con đi lấy thuốc cho ba. Ba nằm suy nghĩ đi, con đi lấy thuốc. Chờ con chút. Chị Tư. Ê, cái gì vậy? Làm hết hồn rồi. Đứng đó. Ai cho chị tiền để gì vu khống tôi? Sao mày vô duyên quá? Tao vu khống mày hồi nào? Sự thật nó vậy mà. Sự thật cái gì mà sự thật? Người ta cho gì bao nhiêu tiền, tôi cho gì gấp đôi. Chị vô gì gặp ba tôi, thanh minh lại. Vô duyên? Tao không tiền của ai hồi nào? Chị xảo nữa hả? Theo tôi. Vì mà không nói, tôi bẻ lỗi tai gì luôn đó. Buông tao ra. Không buông. Tội gì chết luôn. Trừ cái tội vu khống hả? Trời ơi. Vậy giết người. Chị Tư, bắt người ta. Giết người, giết người, giết người. Đứng lại. Đi đi, lấy lên. Chị Tư, đứng lại. Giết người. Chị Tư, nhanh lên. Đứng lại. Chị đứng lại chứ. Hả? Hay lắm. Cậu cho gì lần xuống luôn. Ủa? Dạ. Em không về ăn trưa hả? Dạ, em mua bánh mì ăn rồi anh. Em tranh thủ kết cho xong sổ sách. Tiền anh. Để chút nữa anh đi giao cho họ. Dạ. Hả? Thành, ngồi đi em. Anh Thành. Hồi nãy về nhà anh nghe má nói là em qua nhà qua rồi hả? Dì Tư không biết tại sao tới nhà ba vợ em, vu khống em, đốt ghe. Nhà khóa cửa rồi em. Giờ này chắc chú Tư ra ruộng rồi, còn thím Tư chắc đi đánh bài lắm. Hay là em về nghỉ ngơi đi, tối tới chắc là có đó. Thôi đi anh ơi, giờ này tâm trạng đâu mà ngủ nghỉ nữa. Em ngồi đây em chờ luôn, khi nào về tính tiếp. Nè, nếu bà mà không chịu lấy tiền, em cứ hù công an bắt bà về tội vu khống đi. Anh bảo đảm, nghe vậy thế nào bà cũng sợ rắc rối thôi. Phải. Thôi, anh về nhà máy làm việc. Có gì cần thì tới nhà máy kiếm anh nha. Sáng mai con ra vườn trước. Cậu tạt ngang qua nhà bà Út Thương coi bà đi khám bệnh chưa. Ừ, dạ. Vậy chút nữa mình đi chạy chú Hai luôn hả cô Tư? Ừ, tối hôm qua nói vậy. Bữa nay không biết có thay đổi gì không nữa. Để ăn xong á, cậu lên trển coi. Dạ. Bữa hổm á, tính tao và anh đi thôi. Mày vô nhà, anh ngủ giữa nhà. Bị con qua nó về ở chơi. Tôi về đi luôn với cậu. Dạ. Ủa, cậu Thành, cậu tới nhà tôi làm chi vậy? Chú Tư hả? Con đợi thím Tư từ chiều tới giờ luôn á. Đi mũi cắn muốn chết luôn à. Bà đi họp rồi cậu ơi. Cái gì? Bà làm gì mà đi họp? Bà ngồi xong á. Trời ơi, ngồi xong thì nó ngồi xong đi, làm hết hồn mà. Rồi chừng nào bà mới về vậy? Tới sáng bà mới về á. Mà cậu kiếm bà làm chi vậy? Thím Tư vu khống con, nói con kêu thằng Tèo đốt ghe ba vợ của con. Trời đất,
Bà nói vậy hả? Ừ. Không biết bà nhận tiền của ai rồi phá con vậy đó. Bây giờ chú Tư chỉ còn thím Tư đang đánh bài ở đâu đi. Còn tới con kiếm con nói chuyện phải quấy. Lại nữa rồi. Kiếp trước á, chú mắc nợ hai mẹ con của bà. Trời đất ơi, Hoa, Hoa, con bị sao vậy? Con mệt quá ba. Sao tự nhiên con thấy khó chịu trong người quá? Nằm nghỉ đi con. Trán còn nóng quá trời nè. Con thấy trong người sao rồi? Con chóng mặt quá à ba. Hay là để ba đi mua thuốc cho con uống nghe. Thôi ba, bây giờ tối rồi, để mai mua cũng được. Thôi cái gì mà thôi, không uống thuốc là lỡ nửa đêm mà nó sốt rồi sao? Bên kia sông có tiệm thuốc tây lớn lắm á, chắc giờ này nó còn mở cửa đó. Ba đi chút ba về liền nghe. Con nằm nghỉ ngơi nha. Dạ. Rồi bà đi đâu để con chở bà đi? Cái thằng khốn nạn này, mày còn dám gọi tao là ba nữa hả? Bà tin con đi. Con có kêu người đốt ghe của ba đâu. Là có người nào đó mướn bà từ xa hại con. Con đang đi kiếm bà để tới gặp ba nói chuyện cho rõ ràng đây nè. Mày đừng có bày trò gì nữa hết. Tao sẽ không bao giờ chấp nhận cái thứ như mày làm con rể đâu. Ngày mai tao sẽ biểu con qua làm đơn ly dị mày. Từ nay về sau cha con tao không có liên quan gì tới mày nữa. Bà, con yêu Qua. Con không bao giờ chấp nhận ly dị với Hoa đâu. Mày cãi tao hả? Cãi tao hả? Bà đánh con đi, nhưng mà đừng bắt con ly dị với Hoa. Ê cha, trời ơi, thăm mình tới. Chạy. Bà, mày còn dám cãi tao hả? Mày dám cãi tao hả? Mày còn dám cãi hả? Gì vậy anh hai? Buông tôi ra. Từ từ anh hai, từ từ anh hai. Chú Tư à, kệ đi. Anh hai bình tĩnh anh hai. Chú Tư cứ để ba con đánh con đi nữa. Con đáng bị đánh mà. Mày đừng có làm bộ đóng kịch nữa. Từ nay về sau á, mày còn lôi kéo lừa dối Qua nữa, tao sẽ cho mày biết tay. Không nhẹ như lần này đâu. Mày nhớ đó. Thôi anh hai về đi. Thôi con về đi, tối rồi. Có gì từ từ tính đi. Cảm ơn chú Tư. Hồi nãy con tới chỗ chú chị thím Tư đánh bài á, không thấy thím đâu hết. Tôi nghe người ta nói rồi, bà đã đổi điểm khác rồi. Con đừng phí sức, không thèm kiếm nữa. Về ngủ, sáng mai bà cũng về hà. Thôi mày về đi. Dạ. Con gái của đứa gì mà cười khà 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 khà. Má có la con hoài à. Giờ này mà thằng Thành nó chưa về nữa đó. Ngày mai á, má tính qua bển nói chuyện với con Qua. Vợ chồng có chuyện gì cũng phải tha thứ cho nhau, giận hờn vậy hoài đâu có được. Má, má đừng có qua bển thì tốt hơn. Không thôi má bị ông già đó chửi thì đừng có trách là con không nhắc má. Chửi tao thì tao chửi lại. Mày tưởng tao hiền hả? Con chưa bao giờ tưởng như vậy à. Hả? Nghĩ sao mà má hiền vậy? Ai cũng khen là con giữ giống má. Tao giữ nhưng mà tao giữ đúng chuyện nha.
Thằng Thành nó về rồi kia kìa, ra mở cửa đi. Chị ơi, đang khúc hay mà. Chị ơi, mở cửa. Má, đi. Đang khúc hay, phiền phức thiệt chứ. Sao, nhỏ kia chịu về chưa? Em đang nghi ngờ có người muốn hãm hại em với Hoa đó. Chào má. Ôi trời đất ơi, mặt con sao vậy? Hả? Dạ con, hồi nãy con lỡ bị té. Té hả? Mày đừng có xạo, cái này là bị đánh nè. Ai đánh mày? Trời đất ơi, đứa nào đánh con vậy hả? Con nói cho má nghe coi, đứa nào đánh con? Ngày mai má lại nhà má nói chuyện với nó xử lý đàng hoàng. Hả? Ai? Đứa nào? Má bình tĩnh đi. Được rồi, bà vợ đứa con nào? Cái thằng cha già nó dám đánh con hả? Quá lắm à. Ngày mai con chở má qua bên nhà nói chuyện phải trái với trả nha. Thôi, má bình tĩnh đi. Tại ba vợ con hiểu lầm con thôi à. Hiểu lầm gì? Thì bà Tư Sang đó, không biết là bà nhận tiền của ai đó, rồi vu khống con là con đốt ghe của ba vợ con. Rồi ba vợ con giận quá, bắt con với Hoa phải ly dị đó. Đứa ác ôn nào vậy? Hả? Đứa ác ôn nào hại con tao vậy trời? Đồ thất nhân sắc đức mà. Tao nói thiệt nha, tao mà biết đứa nào rồi biết tại tao. Mày nhìn tao cái gì? Tao không hề biết bà Tư Sang là ai hết. Từ chiều tới giờ con đi kiếm bà Tư Sang để nói chuyện mà không có gặp. Sáng ngày mai con quay lại con tìm bà tiếp để hỏi cho ra lẽ. Thành à, con ăn uống gì chưa? Con đói đâu má. Ủa má đi đâu vậy? Chừng tổ yến cho nó ăn chứ gì. Lát ép nó ăn. Coi cái mặt bài nó kìa, bơ phờ hà. Nó lớn rồi phải con nít đâu. Con trai tao tao lo. Hình như thằng Tuấn kể với thằng Phú, tụi nó quen nhau sao? Coi như mình chưa thấy gì hết, mình đấu không lại tụi nó đâu. Ủa, cảm ơn anh nha. Hình như Long hay nghĩa. Chú Hai, đi đâu mà tối vậy chú? Tôi đi mua thuốc cho ông Hoa. Về nhà chú á, sao không đi thẳng đi mà đi ngược lại vậy? Hay là chú nhìn thấy cái gì đó mà đi ngược lại vậy chú? Rồi đi ngược lại để tránh hả? Tôi đâu thấy gì đâu. Thôi tôi đi nha. Chú đi. Ba ơi, ba! Cho xuống sông. Ơi, chú Tư ơi, vậy con? Tố. Hả?
Có chuyện gì vậy Quang? Chuyện gì? Dạ ba của con đi mua thuốc cho con mà tới giờ này còn chưa thấy về nữa. Con mệt quá cho nên con nằm ngủ quên luôn. Vậy hả? Dạ. Ờ hả? Giờ này tối quá rồi, không biết anh hai có bị chuyện gì không nữa. Vậy mình đi kiếm anh đi. Ừ Tốt ơi. Thôi đi. Dạ. Ông đi kiếm anh hai. Dạ. Con sao vậy? Đỡ con Tốt. Con sao vậy? Con nè, nè em có sao không? Hả? Con mệt quá. Trời ơi nó sốt quá. Cháu bị sốt rồi. Nè vô nhà nằm nghỉ đi. Chị ba vô với qua đi. Để con với cậu tôi đi kiếm cho. Bà đỡ nó vô nhà đi cho nó nằm nghỉ. Dạ. Ừ thôi con yên tâm đi. Ba con phước lớn mạng lớn, chắc không có bị gì đâu. Đừng có lo. Đi vô nghỉ ở ngoài này gió mái con. Rồi vô nghỉ đi. Ở ngoài này không được đâu. Thiệt là khổ trăm chiều thiệt chứ. Tốt. Dạ. Bây giờ con với cậu chia hai hướng hỏi thăm người ta. Nếu có tin tức gì thì tụ về đây. Dạ. Sao tự nhiên cậu có linh tính bất an quá, giống như kỳ con bị đâm vậy. Giấy trời Phật cho anh hai đừng bị gì hết. Vô lấy đèn pin đi con. Dạ. Trời. Thiệt tình. Em ơi. Em à. Hết người này tới người kia. Mở cửa cho anh. Sao không về cùng lúc luôn đi. Đi làm gì giờ này mới về? Ừ, nhà má nhiều việc mà em. Thiệp Tư ơi! Thiệp Tư! Ai? Gì vậy trời? Mới sáng sớm ai kêu đấy ông sờm vậy? Ê, kẹt tay, kẹt tay. Mở, đau quá, kẹt tay. Cái gì? Mày đi về đi. Tao không có đón tiếp mày đâu. Tránh chỗ cho tao đóng cửa. Thiếm không nói chuyện với con thì con sẽ thưa công an vì cái tội vu khống con đó. Cái gì mà thưa công an? Nếu thiếm khai sự thật là ai hại con thì con sẽ không thưa thiếm, còn cho thiếm tiền nữa. Nó mà đi thưa công an mắc còng rắc rối nữa, lấy tiền vẫn hơn. Dù gì con nhỏ đó cũng đưa tiền cho mình rồi, để cho tụi nó tự giải quyết, mình có lợi hay đâu. Suy nghĩ lâu quá vậy. 2 triệu hả? Có không? Cái gì? 2 triệu hả? Ừ. 2 triệu thì bây giờ không có đủ. Hay là giờ con chở gì qua nhà ba vợ con, giải thích với ba vợ con trước đi, rồi con về nhà lấy tiền đưa gì. Tao đâu có ngu. Lỡ mày quật tao thì sao? Vậy thôi, thím ở nhà đợi con đi. Con về xin má con tiền đem qua liền cho, đừng có đi đâu hết đó. Có tiền thì tất nhiên tao đợi rồi. Mắc gì mà tao phải đi. Nhanh lên nghe chưa. Chị tới ơi. Cái gì? Bị xe đổ máu ngoài ngã ba đó. Trời ơi, chở đi cấp cứu rồi. Vậy hả? Máu me tùm lum. Trời, đi lẹ đi. Má, có gì ăn chưa má? Ngủ cái gì mà giờ này mới bảnh mắt vậy? Đợi chút nữa thằng Phú nó mua đồ ăn về. Ngày nào cũng ăn cơm chợ ngán muốn chết. Con đã nói với má rồi, con qua với thằng Thành coi như xong, không cứu vãn được gì đâu. Má, kêu con Bảy về đi má. Là miếng nấu phải không? Rồi đó, ông thần của tôi về rồi đó. Kết quả làm sao rồi? Má. Làm sao rồi con? Bà chịu khai không? Đòi con đưa bà 2 triệu bà mới chịu nói. Trời ơi, cái bà này. Bộ tính làm tiền hả? Bây giờ má, má cho con 2 triệu đi. Cho bà tới nhà ba vợ con bà nói. Tiền đâu có thể đưa khơi khơi vậy được. Con nhỏ qua đó nó đã không tin mày rồi. Giải thích cách mấy cũng vậy thôi. Bỏ quách nó đi. Con Bích nó tốt hơn con nhỏ đó gấp 100 lần. Quá là vợ của em. Em không bao giờ bỏ qua mà cưới người khác đâu.
chị hai đừng có đâm thọt phá hoại hạnh phúc gia đình của em nữa. Tao đâm chọt phá hoại tình cảm của mày hồi nào? Có hay không thì tự chị biết, không cần giải thích. Thôi đi tụi bay á. Má, má cho tiền con đi. Má, chuyện của nó má để cho nó tự giải quyết đi, mắc gì má phải tốn tiền. Mày giỏi tự kiếm tiền, đưa bà Tươi sang, đừng có xin má. Chị hai quá đáng rồi đó nha. Giờ tụi bay không có cãi nữa được không? 2 triệu đối với nhà mình không đáng bao nhiêu, đưa cho bả để bả làm chứng cho xong đi. Má sẽ qua bển chung với con, rồi nói chuyện với gia đình con qua. Nếu như con qua nó cương quyết không chịu á, không chịu về nhà mình á, thì ly dị. Má, má đã nhân nhượng rồi, là do nó thôi. Bà Tiểu Sang chết bầm đó, dám phản mình. Qua, Qua, ráng dậy ăn miếng cháo rồi uống thuốc con. Con không ăn đâu gì. Ở đây á, bà còn không có quen ai hết. Bà còn nhất định có chuyện rồi. Biết đâu Như Kỳ thằng tốt, có ai đó tốt bụng đưa anh hai vô bệnh viện thì sao? Với lại anh Tư Trê với thằng tốt á, đi kiếm từ tối tới giờ, có nghe ai bị gì đâu nè. Bác Hội ơi, bác Hội ơi. Ai? Cái gì vậy? Gì đó? Kiếm má tôi có chuyện gì? Ở ngoài sông á, người ta mới vớt được một cái xác, nên tôi á tới đây báo cho mọi người ra coi. Coi cái gì? Coi cái xác. Trời, xác chết có gì đâu coi. Nhưng cái xác này là ông Hai Nghĩa, là cái gia của bác Hội. Cái gì? Trời đất ơi. Xác chết là bà vợ tôi hả? Ừ đúng rồi. Cái gì? Ông Hai Nghĩa hả? Dạ. Rồi bây giờ qua vợ tôi biết chưa? Chưa có ai biết hết á, nên tôi tới đây báo cho mọi người. Thôi má, để con chạy qua con báo quan tiếng nha. Đi đi con. Trời ơi, ổng là dân thương hồ mà tại sao lại chết đuối? Thì là do trên người ổng có nhiều vết bầm, nên công an nghi ngờ là ổng bị giết. Trời ơi. Thôi, con tới đây để báo cho bác Hội biết thôi. Bây giờ con đi đây. Dạ. Cảm ơn hai dĩ nha. Dạ không có gì. Trời ơi. Giết người ghê quá má ơi. Ăn miếng đi con. Má ơi. Quá ơi, quá hay quá. Nè, mày đứng lại. Mày đi về mau đi. Mày còn kiếm nó làm cái gì nữa? Đi về đi. Con Quà nó đang bệnh, nó nằm ở trỏng đó. Nó không có muốn gặp mặt mày đâu. Con biết rồi, con đâu có tới làm phiền Quà. Con muốn tới báo cho Quà biết á, là bà vợ con chết rồi. Hả? Cái gì? Anh Hai chết rồi hả? Người ta mới vớ được xác của ba con dưới sông á. Trời ơi. Hả? Trời ơi. Ê, Quà. Quà. Quà ơi. Quà. Quà ơi. Quà. Con tỉnh dậy đi em con. Tỉnh dậy đi Quà. Quà ơi. Quà. Giờ sao má? Mình có đi đám không má? Đi chứ. Tất nhiên là phải đi rồi. Mình là xui gia mà. Nhưng mà đợi thằng Thành về đi rồi tính. Dạ thưa má, con mới về. Con. Sao rồi? Sao hả con? Anh ra ngoài đó, người ta đem xác chú Hai đi rồi, còn nói là đưa về để khám nghiệm cái gì đó. Nghe đầu chú Tư Trê với thằng Tốt cũng đi theo họ để lấy lời khai.
Ai mà ác quá là đi giết ổng vậy không biết nữa. Có khi là cướp của giết người đó bác. Ổng nghèo thế mồ, có gì đâu cướp. Trời, tại em không biết đó. Nhiều khi tự cướp nó túng thiếu, có mấy chục ngàn nó cũng làm liều đó. Em làm cái gì vậy? Em đem cất. Đeo nhiều, thấy ghê quá, để cướp nó giết chết. Vậy đưa đây. Má này. Má, để con qua nhà Hoa coi sao rồi nha má. Ừ. Dạ. Ấy, liên quan gì tới mình đi? Nhà Hoa đơn chiếc mà, Hoa làm dâu của mình nữa, mình không qua phụ coi sao được. Thằng Phú nó phải đó. Con qua bển coi làm sao. Dạ. Dạ thưa má con đi. Anh đi nha em. Trời ơi, cầu cho mau bắt được hung thủ đi, chứ nó còn lảng vảng ở ngoài, chắc con không dám ra ngoài đường quá. Bún riêu nóng hổi đây. Bún riêu đây. Bún riêu, bún riêu đây. Bún riêu đây bà con ơi. Bún riêu đây. Ai ăn bún riêu không? Bà ơi. Hả? Bà có mỏi tay chưa? Để con xuống con chèo phụ cho. Thôi được rồi con. Nếu mình ba chèo được rồi, con coi là con cứ nấu cho nó nóng đi. Chèo từ đây tới chợ cũng còn xa lắm á nghe. Dạ. Ai bún riêu không? Bún riêu bà con ơi. Bún riêu đây. Bún riêu đây bà con ơi. Bún riêu đây. Dạ, của dì đây. Con mời dì Bảy ăn. Dì Bảy ăn thử giùm con coi con nấu được chưa. Tại vì con cũng mới nấu á, coi có hợp khẩu vị không dì Bảy. Sao hả dì Bảy? Ngon quá. Ngon hả dì? Dạ. Bún nhiêu đây được rồi, cho dì thêm miếng rau đi. Dạ. Ba ơi, dì Bảy khen con nấu ngon đó ba. Dì Bảy xin miếng rau nữa. Con về bên nhà chồng, con đừng lo gì cho ba hết. Ráng cư xử với nhà chồng cho đúng đạo nghĩa. Nhưng mà con đừng có nhường nhịn mấy chuyện vô lý, con biết chưa? Dạ, con biết rồi. Hoa, ba biết con thiệt thòi nhiều. Đáng lẽ ngày hôm nay là chính má con dặn dò cho con, chứ ba không biết nói gì hết. Từ ngày má mất tới giờ, con luôn được ba dạy dỗ mà. Con không thấy thiệt thòi gì hết. Con sẽ thường xuyên về thăm ba. Ba ở một mình á, phải ráng giữ gìn sức khỏe nha. Ba biết rồi. Ghe mình bị cháy nên tiền bạc dành dụm cũng mất hết. Ba không có gì để làm của hồi môn, ngoại sợ dây chuyền nhỏ này. Ở đâu vậy ba? Tiền ba bán cá hôm nay, với lại mượn của cô ba một ít. Ba nhờ cô ba mua giùm đó, để ba đeo cho con nha. Dạ.
Hoa, con phải sống hạnh phúc nghe. Nếu có bị ai ức hiếp gì thì cứ về với ba. Dạ. Dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra thì con cũng còn có ba mà. Dạ. Con biết chưa? Con biết rồi. Nhỏ này, con đừng khóc. Con mà khóc ảnh hưởng tới cháu của ba bây giờ. Con phải vui lên. Phải vui lên chứ. Thôi, coi vô ngủ sớm đi con. Con gái của ba. Đúng đi con. Thôi ráng đi con. Đừng có khóc nữa. Con mà khóc vậy ba làm sao mà siêu thoát được. Có mua cháo rồi nè. Em ráng ăn miếng đi. Con ăn một chút nha. Con không muốn ăn. Tốt con. Anh Tú. Chị ba. Tôi vô coi Hoa có sao không? Ba em sao rồi anh? Sáng sớm ngày mai chú Hai sẽ được đưa về. Cậu Tư đang ở nhà lo liệu rồi. Không ngờ anh Hai lại ra đi đột ngột như vậy. Dì khuyên con Hoa. Nhưng thiệt, dì cũng không chấp nhận được cái chuyện này. Công an đã điều tra rồi, họ sẽ sớm bắt được hung thủ, trả lại công bằng cho chú Hai. Dì Ba ơi, con đi về nhà. Nè Hoa. Hoa. Thôi con. Em đang yếu lắm, không có đi nổi đâu. Ừ. Chuyện ở nhà có anh với cậu Tư lo được rồi. Có gì sáng mai em khỏe rồi hãy về. Đúng rồi đó con. Con ráng nghỉ ngơi đi, chứ bây giờ mà con về là con xỉu nữa đó. Anh Phú. Anh Hai. Gì?
Em, anh mới từ bên công an về. Họ nói là nguyên nhân tử vong của chú Hai là vết thương sau gáy. Qua lời khai của Tốt với chú Tư thì chú Hai không có thù oán gì với ai hết. Ừ, đúng rồi. Anh Hai anh hiền khô à. Với lại anh mới tới chỗ này neo ghe, sao mà gây thù chú quán với ai được chứ. Ờ, công an nghi ngờ thằng Thành có liên quan tới cái chết của chú Hai đó. Vì vậy công an gửi giấy mời cho em đó. À, công an nói chuyện gì kỳ vậy anh Hai? Em tự nhiên sao giết ba vợ em được? Tối hôm qua có người chứng kiến chú Hai muốn em với qua đi vậy, cho nên bên công an nghi ngờ em thật sự có đầy đủ động cơ. Thành, không lẽ mày giết anh Hai thiệt hả? Con làm gì giết ba vợ con? Sao mình làm vậy được? Mọi người phải tin con chứ. Anh Hai, anh sao không giải thích cho công an giùm em? Ờ, Thành à, nếu thật sự em không có giết chú Hai thì em cứ lên công an trình báo đi. Hả? Dạ, mọi người tin con nha, con có giết ba vợ của con đâu. Không lẽ nào thằng Thành nó nóng quá rồi nó làm ẩu không? Thôi con. Nè, qua. Ngán lên con. Bình tĩnh đi em. Cầu xin ông bà tổ tiên phù hộ cho thằng Thành, nó vô tội được thả ra. Đó, má thấy chưa? Phải chi hồi đó được có cứu con nhỏ trôi sông lạc chợ đó, thì bây giờ đâu có chuyện. Nó mà giết ông Hai Nghĩa là bây giờ tử hình như chơi đó. Mày im đi. Tao tin là thằng Thành nó không có giết ổng, không lo kiếm cách cứu em, lo nói chuyện tầm bậy tầm bạ không à. Con cũng đang lo cho nó chứ bộ. Mày lo làm sao? Nhưng mà có quen ai đâu. Chị Thảo ơi. Bích. Dạ, con chào bác. À, em nghe tin anh Thành bị bắt, tình hình sao rồi chị? Thì nhà chị cũng mới được tin hồi tối, anh Phú đi lên chỗ giam nó từ sáng tới giờ. Bác ơi, con tin là anh Thành không có giết người đâu. Tự nhiên ảnh bị xui xẻo. Tại các bà Tư nhiều chuyện đó chứ ai. Nghe nói bà khai với công an á, là thấy thằng Thành với ông Hai Nghĩa đánh lộn, cho nên người ta mới nghi nó. Má, má gì? Hay bây giờ mình tới chỗ bà Tư, cho tiền bà, khi bà khai lại từ đầu, nói là bữa đó bà nhìn lộn, được không? À, má chị, không có được đâu. Mình mà làm như vậy á, người ta nói mình có tật giật mình, với lại công an sẽ nghi ngờ mình đó. Phải rồi, con Bích nên nói đúng đó. Mày toàn suối chuyện tầm bậy không. Má cứ la con hoài, thì con cũng đang muốn cứu con Thành chứ bộ. Anh Phú. Dạ, về kìa má. Anh Phú. À, dạ má. Con, thằng Thành sao rồi con? Dạ má, nó vẫn còn bị tạm giữ để điều tra đó má. Hiện tại thì đang bất lợi cho nó lắm, có nhân chứng và động cơ nữa. Thêm mọi người nhiều chuyện đồn đoán ầm lên là nó giận chuyện chú Hai Nghĩa, bắt lên ly dị với Hoa nên bị giết chú Hai Nghĩa, quăng xác xuống sông. Đúng là quân nhiều chuyện ác ôn mà. Bây giờ phải làm sao đi con? Con xin cho thằng Thành về nhưng mà không có được. Trời ơi, bây giờ chỉ còn cách chờ công an điều tra thôi má. Nếu như thằng Thành không giết chú Hai Nghĩa thì nhất định nó sẽ được thả thôi má. Sao? Sao lại là nếu? Thằng Thành nó không bao giờ giết người. Ừ, dạ, thì con cũng tin là như vậy. Nhưng chỉ sợ lúc đó nóng giận rồi lỡ tay nó. Vậy Hoa thì sao anh? Hoa có tin là anh Thành giết người không? Tối hôm qua anh nghe đâu Hoa nó còn nằm ở bệnh viện, từ sáng giờ lo chuyện của thằng Thành nên anh cũng không qua bên đó nữa. Dạ má, xác của chú Hai Nghĩa chắc là được đem về thiêu rồi. Vậy mình có qua bển không má? Má, má đừng có đi, mất công người ta bàn tán ra vô mệt lắm. Ờ, con đi thay má đi, dù gì thì cũng phải làm đủ lễ nghĩa. Dạ,
Thôi con, anh hai bây giờ đã yên nghỉ rồi, con đừng có đau lòng nữa. Để ba ra đi được thanh thản nha con. Anh hai thương con lắm, anh không muốn con buồn khóc hoài vậy đâu. Chị ba, hóa táng anh hai xong rồi hả? Ừ, con qua nó mới rải cốt của ảnh xuống sông đó chị. Đúng là quan nghiệt, tội nghiệp cho con quá. Bên nó là ba, bên là chồng. Hôm nay công an có kết luận gì chưa? Hôm nay họ không có nói gì hết. Tụi tôi mất lo đám tang cho anh hai, cho nên không có hỏi. Để chút tôi lên trên đó coi sao. Chắc là thằng Thành rồi. Nếu mà không phải nó thì công an thả nó ra rồi. Anh Thành vẫn còn bị giam hả Thiên? Mấy bữa nay nó còn chưa được thả kìa. Có mình nó có động cơ với anh hai à? Chứ đây anh hai có thù oán gì với ai đâu. Cái thằng khốn nạn, đúng là không phải con người. Phải đề nghị tử hình nó để đền mạng cho anh hai. Đúng rồi, cái ông này chưa chắc nó mà. Hôm bị bắt á, nó có nói nó giết anh hai đâu. Ủa vậy chứ có thằng nào giết người mà tự nhận đâu. Bà sao dễ tin quá. Bản tính của thằng đó là nó không tốt ngay từ đầu rồi. Dối trá đủ thứ, còn bày đặt lăng nhăng, mèo mỡ. Coi bộ họ nghi nó thiệt rồi đó. Nhưng mà họ cũng chưa chính thức khởi tố anh Thành mà bác. Chắc là chưa đủ chứng cứ kết tội đó. Nhưng mà ngồi chờ đợi hoài, trong khi biết nó bị giam như vậy, bà khó chịu quá, y như là ngồi trên đống lửa vậy. Bác, hay là mình đi kiếm Hoa đi bác. Mình sao? Chỉ còn cách này thôi. Qua đó kêu nó tới đây báo với công an, đảm bảo cho anh Thành. Biết đâu công an sẽ nghe Hoa. Dù gì người chết cũng là ba của Hoa mà. Công an họ đòi chứng cứ thôi, chứ đối xuông không có được gì đâu em. Con Bích nó nói vậy là đúng đó. Có con Hoa nói vô vẫn còn hơn là ngồi yên ở đây không làm gì. Đi, đưa má tới gặp con Hoa liền. Dạ. Đi. Dạ, mình đi bác. Đi con. Thôi, con nằm nghỉ nha. Dì ba. Ơi, dì nè. Qua sao rồi dì? Nó cũng còn mệt, đã ăn ít mà còn ói ra nữa. Dì đang tính đi khuấy cho nó miếng sữa nè. Hay là mình thuyết phục qua đi bệnh viện khám đi, chứ để dì hoài con thấy không tốt đâu. Ôi trời ơi, dì cũng kêu rồi mà nó nói nó không có sao. Nó đang buồn cho nên bỏ mặc sức khỏe của nó chứ gì. Con này thiệt hả? Bà hỏi tới kìa con. Ủa? Dạ bà hỏi tới. Con tới rồi.
tới đây có việc gì? Không biết. Để coi bà nói gì. Tới đây làm gì vậy trời? Nè, con Hoa có nhà không? Chị kiểm Hoa làm gì vậy? Cho tôi gặp nó để... Bà đứng lại. Bà gặp nó làm gì? Thì... Đám tang xuôi da mà chớ thấy mặt bà có mặt. Dạ, mấy bữa nay má con mệt. Với lại đang lùm xùm chuyện thằng Thành nữa. Má con qua rồi sợ mọi người bàn tán. Thằng Thành được thả chưa? Chưa dạ. Nữa gì. Nên bác Hội mới qua đây để kiếm Hoa đó gì. Sao có cô ở đây nữa? Nè bà Hội, bà đi với nhân tình của con trai bà tới đây mà bà coi được hả? Bà muốn anh hai chết vẫn còn tức đúng không? Thôi bà thôi đi. Chuyện của tụi nó thì để tính sau. Bây giờ phải lo cho thằng Thành đây nè. Con Hoa đâu? Hoa không nghỉ ngơi đi ra đây chi vậy? Con, thằng Thành nó không có giết ba con đâu. Nhưng mà công an họ không có tin. Họ tạm giam nó để điều tra. Con lên con gặp họ, con nói một tiếng, kêu họ thả thằng Thành ra đi con. Xin lỗi bà ha, cái này là do công an họ quyết định. Chứ con Hoa nó làm được cái gì? Chưa kể nếu mà thằng Thành là hung thủ thực sự, con Hoa mà lên xin tha cho nó, chắc anh hai khỏi siêu thoát luôn quá. Nè nè nè, bà đừng có nói bậy nghe. Thằng Thành nó có giết người. Vậy hả? Vậy cho tôi hỏi bà, sao công an giam nó từ bữa tới nay không thả? Nếu nó vô tội người ta thả nó rồi. Hoa, nếu như Hoa tin anh Thành thì Hoa lên trển nói một tiếng đi Hoa. Đi liền đi con. Con đừng có nghe cái bà này bà nói bậy. Tôi chỉ nói sự thật thôi. Hoa, con không phải đi đâu hết đó. Dạ. Hoa đang mệt làm sao đi được. Với lại lời nói của Hoa bây giờ cũng không có chứng cứ, làm sao công an họ tin được. Mấy người về đi, để cho Hoa nghỉ ngơi nữa. Má, nhìn Hoa xanh quá, hay là mình về cho Hoa nghỉ ngơi đi má. Bữa nào mình tính sao? Đi lên đó con chút xíu à. Có phải bệnh liệt giường gì đâu. Giúp nó một chút cô cũng thiết công nữa. Bây giờ cô nói đi, cô có đi không? Má không mệt quá má? Ý của Hoa là không muốn đi chứ gì. Tôi không ngờ đến cả Hoa mà cũng không tin anh Thành nữa. Tôi nói thiệt, uổng công thằng Thành nó thương yêu cô. Giờ nó gặp nạn, bây giờ nhờ cô giúp một chút xíu mà cô cũng không chịu giúp nữa. Bà nói lại đi. Con Hoa nó mới là đứa chịu thiệt thôi. Con bà đó, hết gạt nó chuyện này tới chuyện kia, đã vậy còn đi ngoại tình nữa. Bây giờ con Hoa nó đang mệt, mấy người làm ơn đi về giùm đi. Đứng đây lằng nhằng là tôi xách chổi tôi đuổi thẳng cổ. Dì ba, dì bình tĩnh. Bình tĩnh cái gì? Tôi cũng không có thì giờ rảnh để đứng để đôi co với chị. Còn cô Hoa, tôi nói một lần chót, nếu cô không lên công an nói giúp cho thằng Thành một tiếng thì coi như tôi không có đứa con dâu như cô. Đứng lại. Má à, kệ họ đi con. Em vô trong nghỉ ngơi đi. Dì ba, anh Tốt đưa em lên chỗ anh Thành được không? Dì em ba, đang bệnh mà, đi cái gì được mà đi. Con đừng có nghe lời cái bà đó. Hoa à, nhiều khi chính thằng Thành nó giết ba con thì sao? Dù anh Thành từng gạt con, nhưng mà con có cảm giác anh Thành không có giết ba con. Con tin ảnh. Con biết là con lên nói cũng không được gì, nhưng mà con muốn lên gặp nó đúng không? Trời ơi, nó đối với con như vậy mà con còn... Sao con khờ quá vậy Hoa? Con cũng không hiểu nổi mình nữa. Con chỉ muốn gặp ảnh một lần, coi ảnh sao rồi. Dì ba, hay là mình cứ chịu theo ý của Hoa đi. Nhưng mà con nhắm đi nổi không đây? Dạ nổi. Thôi mình đi, đi. Trời, 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 nè, 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 trời đất ơi, con sao vậy? Con sao không? Đưa nó đi bệnh viện nhanh lên con ơi, nhanh, nhanh. Qua, nhanh, nhanh, nhanh đi con. Trời đất ơi, khổ ghê. Bà Út ơi, có nhà không bà Út ơi? Ủa, vô nhà đi, mấy đứa nó đâu có nhà đâu. Vô đi.
Vô ngồi uống miếng nước đi. Mấy bữa nay mắc lo đám anh hai, tôi không có ghé thăm bà được. Bà đi bệnh viện khám chưa? Bác sĩ ta nói sao? Con Bích nó đưa tôi đi khám rồi. Bác sĩ nói là sức khỏe tôi bình thường, không có sao hết á. Chỉ có bị suy nhược thôi. Bây giờ chỉ cần ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ là được. Ôi, hôm trước cái cô bác sĩ gì cổ chẩn đoán sai. Trời ơi, làm tôi sợ quá trời luôn á. Bà nói thiệt hả? Ừ. Vậy tôi đỡ lo. Rồi ông tính chừng nào nhổ neo? Chắc tôi với ông Tốt ở thêm tháng nữa. Hồi đó tôi tính ở lại để coi bệnh tình bà làm sao. Bây giờ thì nó xảy ra cái chuyện khó. Con qua thì nó ở có một mình, lại còn rối ren thêm chuyện thằng Thành. Cậu cháu tôi đâu thể nào bỏ nó đi cho được. Tôi cũng nghe người ta nói. Người thì nói là thằng Thành nó giết ông Hai Nghĩa, người thì nói nó bị oan. Tôi cũng không biết đường đâu mà mò. Ê, trời ơi, con Bích kìa. Bích đi vậy? Không. Sao bây giờ? Tôi trốn đây nha. Ông Tư, không cần phải trốn. Ông tới nhà tôi làm gì vậy? Chú Tư. Tôi nói với ông bao nhiêu lần rồi mà ông không hiểu hả? Hay là ông không có lỗ tai? Chú ghé thăm má con chút thôi. Bích à, chú Tư đáng tuổi cha chú, con không được hổn như vậy. Xin lỗi chú Tư đi. Ai kêu ông qua nhà mình chi? Ông không muốn con tôn trọng ông, mắc gì con phải xin lỗi? Má nói con xin lỗi chú Tư nghe không? Hả? Không thì đừng có nhìn mặt má. Thôi, bà đừng có giận. Để tôi đi về. Ông Tư à, ông cứ ngồi đó đi. Xin lỗi chú Tư. Nhanh! Má, má gì ổng mà má la con hả? Hồi nào giờ má con vậy đâu? Má nói với con bao nhiêu lần rồi hả? Chú Tư với má bây giờ là bạn, không có gì mờ ám không đàng hoàng hết á. Xin lỗi chú Tư đi, mau lên. Xin lỗi. Từ rồi sắp tới má không muốn chuyện này xảy ra nữa, biết chưa? Con biết rồi. Bà đâu có cần phải làm vậy. Nó là con tôi, bây giờ tôi còn khỏe, tôi phải dạy nó. Đâu có để nó hổn với ông vậy được. Nói thì hơi kỳ, chứ tôi mừng lắm. Lần đầu tiên tôi mới thấy bà bên tôi như vậy. Tôi đâu có bên ông, tôi dạy con tôi mà. Bây giờ ông biết là tôi khỏe, tôi không bị gì hết. Mai mốt đừng đến kiếm tôi nữa nha. Có kiếm tôi cũng không ra tiếp đâu. Bây giờ đi về đi. Nghe lời tôi, về đi. Thái độ con vậy là sao? Má, hồi nào giờ má con vậy đâu. Tại xưa giờ má chiều con quá, riết rồi con hổn lắm. Bây giờ má phải dạy con, nếu không mai mốt má chết đi rồi mà con cứ như vậy hoài không được đâu. Vô nấu cơm đi, con Dân chưa có về. Không biết ổng bơm vô đầu má cái gì nữa.
Ê, bác sĩ ra kêu con. Bác sĩ ơi. Dạ. Cháu tôi nó làm sao rồi bác sĩ? Chị bị sốt xuất huyết, cũng may là phát hiện kịp. Hả? Nhưng vì rồi, chị ấy đang mang thai ở giai đoạn đầu, cho nên tình trạng nguy hiểm hơn so với các trường hợp khác. Mang thai giai đoạn đầu? Nó mang thai hả? Dạ. Sao nó không nói cho tôi biết? Vì cái thai vẫn còn nhỏ nên chị ấy cũng không biết. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Trời đất ơi, mang thai trong giai đoạn này, không biết nó mang thai là tốt hay là xấu đây. Em. Anh Phú. Bác Hội đã khỏe chưa anh? Bác sĩ mới tới chích thuốc cho má anh. Má buồn chuyện của thằng Thành cho nên mới yếu như vậy. Em cũng muốn giúp anh Thành mà không biết phải làm cách nào nữa. Anh cũng vậy, đành phải chờ kết quả bên công an thôi. Nếu có khởi tố, mình phải tìm luật sư tốt cho thằng Thành. À, mấy ngày nay anh không ra nhà máy, mọi chuyện vẫn ổn ha? Dạ. À, bên Vạn Lợi đã giao gạo cho mình chưa anh? À, rồi. Anh đã dặn họ bảo quản kỹ rồi, nên bên Vạn Lợi họ không có nghi ngờ gì đâu. Anh cũng đang gia tiền, nếu mà được á thì mình sẽ mua tiếp gạo. Ừ, dạ. Thôi, anh ra coi công nhân làm việc nha. Ừ. Chị. Bữa nay chị không ra nhà máy hả? Bữa nay chị đi thu tiền đại lý, sẵn ghé vô chợ. Công nhận bên Vạn Lợi chị càng ngày càng đắt mối ha. Nghe nói mới xuất mấy tấn gạo hả chị? Làm gì có, ai đồn bậy bạ vậy? Ủa, kỳ vậy? Công nhân bên chị nói cho em biết chứ ai. Nghe nói là mấy đại lý mới ra lấy gạo bên chị nữa mà. Trời ơi, chị em mình không à, có gì đâu mà chị đề phòng. Nhỏ này, chỗ chị em thân tình, chị gạt em làm gì? Có khi tụi nó nói xạo. Hổm rày bên em giảm giá cạnh tranh, bên chị chạy theo cũng đuối. Phải tăng cường chào hàng, kiếm mối muốn chết. À, dạ, vậy là chắc tụi nó nổ xạo rồi. Ừ, tụi mình chỉ làm công thôi, việc gì phải đề phòng nhau này nọ. Dạ. Thôi chị đi nha. Dạ. Rõ ràng là ông ém hết số tiền đó. Bây giờ bác Hội đang bệnh, anh Thành lại gặp chuyện, mình không thể vạch mặt ổng được, đành phải chờ thời cơ thôi. Anh Tố, em gặp được anh rồi. Mấy bữa nay em ra mà không thấy ai hết trơn á. Anh lơ em thiệt á hả? Được rồi, anh lơ em á thì em ngồi đây hoài luôn, coi ai thắng. Nè, em đừng có rảnh quá, sắp thi rồi, về nhà học bài đi. Em học rồi, em tới kiếm anh chút thôi, đâu có ảnh hưởng gì đâu. Gặp được anh rồi đó, về nhà học bài tiếp đi. Mới vừa gặp sao mà về được, mình nói chuyện chơi đi. Mình nói chuyện đi anh Tố. Anh không có gì nói với em hết trơn á, em đi về đi. Anh Tố, nè, anh đi đâu vậy? Anh mà không nói á là em đi theo anh luôn á. Dù sao thì chiều nay em cũng rảnh,
em tính giải lao á. Nè, em tính bắt chước anh Quý hả? Ý anh nói là em dai như ổng á hả? Em tự hiểu đi. Lâu lâu em mới tìm anh thôi, còn ổng á ngày nào ổng cũng kiếm em hết trơn, sao giống nhau được. Ơi, anh đi đâu vậy? Hay là anh làm bộ đi như vậy để tránh em? Anh không nói em theo anh hoài á. Anh vô bệnh viện với Qua. Mấy ngày nay Qua bệnh, nằm ở trọng á. Em đi về đi. Chị Qua bệnh nặng lắm không anh? Bị sốt xuất huyết, nhưng mà không có nghiêm trọng lắm. Anh, vậy cho em vô thăm chị Qua với. Thôi, em đừng có vô thì tốt hơn. Sao vậy? Em với chị Qua cũng thân mà. Nhưng mà em là em của Bích. Anh nghĩ là em vô không có tiện đâu. Sao mà không tiện? Em là em, chị hai là chị hai. Thôi, anh không cãi với em nữa. Anh ơi, chở em vô bệnh viện giùm đi. Lên đi. Chú chở con đi với. Không được đâu con ơi, chở hai người công an nó bắt đó. Vậy chú gọi thêm xe nữa giùm con đi. Thôi, đừng quan tâm, kệ cô đi. Mình đi, trễ giờ rồi. Anh Tốt, anh Tốt, anh nhớ nha. Dì ba. Hả? Vậy mà con tưởng dì về rồi. Về sao được? Dì ra dì mua hộp sữa cho con. Con cũng khỏe rồi. Dì ba về buôn bán đi. Con ở trong này một mình được rồi. Dì với con mà còn ngại ngùng cái gì không biết nữa. Thôi đi, coi như là dì nghỉ ngơi thư giãn mấy ngày. Khỏi phải nấu chè rồi chèo ghe đi bán mỏi tay. Để dì pha sữa cho con uống nha. Dạ. Con cảm ơn dì ba nhiều lắm luôn. Không có dì ba với lại chú Tư với anh Tốt, không biết con sẽ ra sao nữa. Hai, từ lâu á mình cũng giống như là người nhà rồi mà con. Con đừng có suy nghĩ nhiều, không tốt cho đứa bé đâu nha. Dì ba. Hả? Mấy bữa nay không đi bán chè, nhớ chè lắm đúng không? Trời ơi, dì ba pha quá trời sữa luôn á. Trời ơi, pha sữa nhiều cho con uống cho nó tốt, cho nó có sữa. Nè uống đi. Mà từ nhỏ tới giờ con đâu có thích uống sữa đâu. Thôi dì ba đừng có mua nữa nha, tốn tiền lắm. Không thích cũng phải uống, uống mới đủ chất chứ. Nè, dì nói con nghe, bây giờ con ăn cho hai người nghe chưa? Dạ. Nghe lời dì, không có cãi. Dạ. Nè, cầm đi, đợi nó nguội rồi uống. Dạ. Dì ba. Ừ. Qua. Anh Tuấn. Dì đợi con nãy giờ đó. Bữa nay công chuyện nhiều lắm, sao đi trễ vậy? Dạ, con tranh thủ mé hết mấy cái cây cho bác ba. Hồi nãy đi ngang thấy dì Năm hái cam, con mua cho Qua nè. Đúng rồi đó, một ngày ăn vài trái nha, mới có sức đề kháng. Bác sĩ nói là cam tốt lắm. Dạ. Ừ. Em cảm ơn anh Tốt. Trời, khách sáo với anh gì vậy chứ? Người ta nói có bầu dễ thèm đủ thứ lắm, cần ăn cái gì cứ nói nghe, anh mua cho. Em không có thèm ăn gì hết, em chỉ thèm ngủ thôi. Mà chuyện con có thai á, dì ba với anh Tốt đừng có cho nhà anh Thành biết nha. Ừ, tất nhiên rồi. Nói làm gì, rắc rối thêm chứ làm chi con. Mắc công dây dưa rồi không có dứt được với thằng quỷ đó nữa. Nếu như em không uống thì anh sẽ không nói đâu. Yên tâm đi. Dạ. Uống đi con, uống đi. Dì ba, chị Hoa. Ủa? Ừ. Dân. Trời đất ơi. Con đi đâu đây? Dạ, con nghe anh Tốt nói là chị Hoa đang bị bệnh, nên con vô thăm chị Hoa. Anh thấy em hay không? Không cho em theo em cũng kiếm được chứ bộ. Chị Hoa, chị khỏe chưa? Chị cũng khỏe rồi em, cảm ơn em. Chị Hoa, chị đừng có buồn chuyện của anh Thành nha. Chị hai em nói anh Thành vô tội, nhất định ảnh sẽ được thả thôi.
Vô tội hả? Vậy sao công an giam nó hoài tới giờ chưa thả? Thôi được rồi, ai muốn giành thằng quỷ đó thì giành đi. Con Hoa không có cần cái thứ chồng như nó. Dì ba đang nói chuyện hai con á hả? Chứ còn ai trồng khoai đất này? Dì ba, bé Dân đâu có liên quan gì đâu, dì đừng có la nó mà. Không phải là dì ghét dì con, nhưng mà nhắc tới con chị con á là dì bực mình không chịu được hả? Dạ. À, thôi, mấy đứa nói chuyện đi, dì đi về nấu cơm nha. Dạ. Nè, ráng uống hết ly sữa cho tôi nghe chưa? Chị hai em có nói anh Thành sao rồi không? Chị hai nói là anh Thành nhất quyết kêu oan, không có chịu nhận tội. Nhưng mà anh Thành là tình nghi số 1, cho nên công an không có chịu thả anh ra. Nhưng mà chị có tin là anh Thành vô tội không? Dù chị rất giận anh Thành, bởi vì anh làm nhiều chuyện có lỗi với chị, nhưng chị không tin anh lại giết ba chị đâu. Anh nghĩ là cứ để công an họ điều tra đi. Bây giờ em lo nghỉ ngơi cho mau khỏe lại đi, đừng suy nghĩ nhiều. Dân. Dạ. Em thăm chị qua xong rồi đó, thì về đi, sắp thi rồi đó. Lúc nào anh cũng đuổi em hết vậy. Bây giờ anh ở với chị qua tới chiều, chờ chị ba nấu cơm đem vô nè. Không lẽ em muốn ở tới chiều tối luôn hả? Em sắp thi rồi đó, đi về đi. Chị qua ráng nghỉ ngơi cho mau khỏe nha. Em đi về nha. Cảm ơn em nha. Dạ. Bữa nào em sẽ ghé thăm anh sao? Em sợ anh không? Không. Nhưng mà anh sợ em lắm luôn đó. Nếu mà sợ thì đừng có tránh em. Hey. Em có nghe dì ba nói bây giờ nó rất thích anh. Nó dễ thương như vậy, anh đừng có khó tính quá. Bây giờ nó còn đi học mà, sao gán ghép với anh vậy được? Vậy thì anh tranh thủ xuống cái răng đi. Em muốn anh lấy vợ lắm hả? Em sắp lên chức rồi mà anh chưa có gì hết á. Anh mau lên đi, biết đâu á có duyên, sau này hai đứa mình làm xuôi gia thì sao? Tội nghiệp em quá. Em cứ chạy tới chạy lui thăm thằng Thành như vậy, mà trong lòng nó đâu có em đâu. Vậy còn anh, trong lòng anh có ai? Em nói gì vậy? Hả? Thì trường hợp của em cũng giống như của anh thôi. Anh là chồng của chị Thảo, nhưng mà trong lòng của anh lại có thêm Tuyết. Em có hiểu lầm gì hả? Tuyết nào chứ? Có cần em nói luôn địa chỉ với cái thai của cổ không? Bà tới lâu chưa? Uống gì không tao kêu cho mày. Thôi tao ngồi chút đi liền hả? Vậy hả? Hồi nãy tao định tới bưu điện chờ mày, để mày khỏi đến đây. Đâu có được đâu. Mấy cái chuyện mày nhờ tao, bạn bè thân tao mới làm giúp mày. Chứ trắng trợn gặp nhau ở chỗ tao làm đâu có được. Nè, địa chỉ đăng ký của số điện thoại bàn mà mày hỏi tao. Tao cảm ơn mày nhiều nha. Hôm nào mày rảnh á, mày hú tao, tao sẽ đãi cho mày một chầu hoành tráng. Mày nhớ đó. Ừ, cảm ơn nha. Thôi tao về làm tiếp đây. À, tao về nha. Bữa nào gặp lại. Ừ.
Anh với Tuyết thật ra yêu nhau từ lâu lắm rồi. Cũng vì hoàn cảnh gia đình nên anh mới phải cưới Thảo. Tụi mình cũng đã đi cùng thuyền rồi. Em giúp anh đi, đừng tiết lộ chuyện này nghe. Nếu mà em tiết lộ thì đã tiết lộ với chị Thảo rồi, đâu có nói với anh như vậy. Cảm ơn em nhiều lắm. Em giúp anh thì em cũng muốn anh giúp lại em. Em cần anh giúp gì? Em muốn trở thành em dâu của anh. Bây giờ tình cảm của vợ chồng thằng Thành đang lung lay, cũng là rất tốt cho em mà. Anh sẽ giúp cho em yên tâm đi. Cảm ơn anh trước nha. Anh Thành, sao nhìn anh hốc hác vậy? Ở trong đây anh có ăn uống gì được không? Cũng bình thường thôi. Nhưng mà thay đổi hoàn cảnh sống, với lại không biết chừng nào mình được thả, làm sao mà thoải mái được. Công an họ chưa khởi tố, em vẫn còn hy vọng mà. Em phải cố gắng lên. Em cũng mong họ sớm tìm ra hung thủ. Ủa, sao hôm nay má không vô? Má bệnh rồi. Má bệnh gì? Có nặng không? Má bệnh cao huyết áp, cái lưng nó hành nữa, cộng thêm lo lắng chuyện của em nữa, nên bây giờ má yếu lắm. Anh có mời bác sĩ tới để chăm sóc cho má. Con bảy cũng về nhà mình phụ giúp lại rồi. Vậy cùng qua. Qua vẫn ở bển hả? Mấy hôm trước em với bác có qua nhà Hoa, kêu Hoa vô nói với công an, mà Hoa không chịu đi. Chắc là Hoa không tin anh. Hoa đó thiệt tệ quá. Vợ chồng mà không tin tưởng về em hết. Má bệnh cũng không hỏi thăm câu nào. Anh nói thiệt nha, em mà tai qua nặng khỏi lần này, em phải suy nghĩ lại cuộc hôn nhân của em với Hoa đó. Thôi anh hai với Bích về đi. Anh hai ráng chăm sóc má giùm em nha. Anh biết rồi. Em sẽ cố gắng tìm cách giúp anh. Cảm ơn em. Cảm ơn anh, lúc nãy đã nói thêm vô. Anh Thành nghe xong thì buồn lắm. Nhận lời em thì anh phải làm cho hiệu quả chứ. Em cảm ơn anh. Anh Phú. Anh, bây giờ em về nhà máy, anh có về luôn không? Hay là anh đi qua gặp Tuyết? Bây giờ em biết rồi, anh không cần phải lén lút nữa. Tuyết đang mang thai nhưng sức khỏe yếu lắm. Ngày nào anh cũng qua thăm Tuyết. Được rồi, em về trước nha. Mai mốt á, mà con ra đời, mẹ sẽ may thiệt là nhiều quần áo đẹp cho con. Anh. Em ăn gì chưa? Anh nói bữa nay anh đi thăm thằng Thành, không biết chừng nào về, nên hồi nãy em ra ngoài em ăn rồi. Hay là cái này chút nữa em ăn thêm nha. Dạ. Còn sữa em phải uống đều đặn nha, nếu không con mình nó bị suy dinh dưỡng á. Em sẽ ráng ăn uống mà. Con Bích nó có tới kiếm em không? Dạ không, em đâu có thấy. Nó biết chuyện của mình rồi. Vậy nó có nói với bà Thảo không anh? Mình phải làm sao bây giờ hả anh? Không, nó không nói với Thảo. Nó muốn dùng bí mật này để uy hiếp anh về phe của nó, chia rẽ thằng Thành với con Hoa để nó có thể cưới thằng Thành. Nó chịu bỏ qua cho mình hả anh? Anh cũng không biết nữa. Con này nó mưu mô khó lường lắm. Có thể nó cũng như anh, muốn vô nhà thằng Thành để lấy gia tài thôi.
Trước mắt anh phải chiều theo ý của nó để coi tình hình sao đã. Nhưng mà có khi thần Thành bị khởi tố, tù chung thân hoặc có thể tử hình không chừng. Em đừng có lo. Dạ, em thấy tội nghiệp cho cô Hoa quá. Em thấy cổ là người tốt bụng mà gặp phải con Bích. Còn thằng Thành nữa, có thiệt là nó giết ba của cô Hoa không anh? Nó giết chứ ai nữa. Chắc thời gian nữa nó sẽ bị khởi tố thôi. Lúc đó tài sản sẽ vô tay anh, mình có thể công khai bỏ đi với nhau. Đã nửa tháng rồi, sao công an chưa khởi tố, cứ giam nó hoài hả? Họ còn chưa đủ chứng cứ kết tội nó. Không biết còn đòi chứng cứ gì nữa đây. Cũng đâu có xuất hiện người nào tình nghi nữa đâu. Nó chứ còn ai vô đây. Chú biết con không vui, nhưng chú phải nói vì đó là sự thật. Bây giờ con tính sao? Chú á, chú khuyên con nên dứt khoát với gia đình mình đó đi. Con biết rồi chú Tân. Ngày mai con sẽ vô gặp anh Thành nói chuyện. Để chú đi với con. Dạ. Con quỷ kia, thảnh thơi quá ha. Chồng bị quan, bị tạm giam mà chớ thấy vô thăm hay là nói giúp con nào. Chị hai, không có chị em gì hết á. Nhà tao không có coi mày là em gì hết. Mày viết đơn ly dị thằng Thành đi. Đừng hòng nhà ta cho mày xu nào. Ly dị hay không là chuyện của vợ chồng em tự tính với nhau. Với lại em cũng không có cần tiền bạc gì của nhà chị hết. Chị khỏi phải lo lắng. Mày dám trả treo với tao hả? Nè 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 nè, cô làm cái gì vậy? Nè, động tay động chân là không có yên với tôi đâu nghe. Ông làm gì? Ông có tin á là tôi kêu công an bắt ông cái tội đánh người không hả? Tôi chưa có đánh con ngang. Nãy giờ tôi ngồi không ngang. Tính vu oan cháu quả hả? Thằng em cô giết chết anh hai. Tôi chưa có tính sổ nhà cô. Cô còn dám đứng đây lớn tiếng với con Qua nữa hả? Con Qua nó nhịn cô thôi, chứ còn tôi hả? Tôi không có nhịn cô đâu ngang. Ông làm gì tôi? Nè, tôi cho cô biết nha, tụi tôi tuy già nhưng mà hai chọi một. Cô không sức đầu mẹ tráng cũng bầm mặt đó. Sao giờ muốn gì hả? Muốn gì? Muốn gì? Muốn gì? Tôi sợ hai người hả? Tôi sợ con hả? Ba, chú Tư, thôi bỏ đi. Mấy người nhớ đó, con quỷ kia, mày đừng có hòng mà trở về nhà tao. Nè, khỏi đuổi, bộ con Qua nhất định phải cần gia đình mấy người hả? Giống quỷ à. Người gì đâu mà giữ với con tinh len vậy đó. Cái nhà gì đâu mà giữ như quỷ. Nhà nó chắc quỷ đầu thai lên không. Con còn cây nữa nè. Dạ. Con gái của tôi tuy không phải là cành vàng lá ngọc, nhưng mà nó là tất cả đối với tôi. Giờ thì tôi giao nó lại cho cậu. Cậu mà đối đãi không tốt với nó là tôi sẽ không tha cho cậu đâu.
con rất sợ phải xa ba. Nhưng giờ đây con thật sự mất ba. Ba linh thiêng, hãy giúp con có đủ nghị lực để có thể vượt qua thử thách này. Bây giờ giọt máu của anh Thành đang tượng hình trong con. Con phải làm sao đây? Ba ơi, hãy nói cho con biết con phải làm sao mới đúng. Ủa, anh Tốt. Trời ơi, anh lại mua cam cho em nữa hả? Anh đâu có mua cho em. Anh mua cho cháu của anh thôi. Em cảm ơn. Anh bệnh hả? Chắc tại mấy bữa nay móc mương bên bác ba ngâm nước nên bị trúng nước. Anh nghe cậu Tư nói em tính vô thăm anh Thành nữa. Dạ. Chú Tư đã đưa em đi, nhưng mà chú Tư đang nghĩ anh Thành là hung thủ, nên em sợ chú gặp anh Thành. Anh để với em được không? Em tin là anh Thành vô tội hả? Lần trước ba em đánh ảnh, anh cũng không có đánh lại. Em hy vọng trực giác lần này của mình đúng. Em vô gặp ảnh, nói vài lời với công an coi có được gì không. Ừ. Vậy em có ý định là hàn gắn với anh Thành không? Chuyện đó em chưa có nghĩ tới. Vì tình nghĩa vợ chồng nên em mới tới gặp ảnh thôi.